này giây phút này lộng lẫy không nãy không, hai hân hở này chuẩn bị. Ồ, có đem đồ tắm không anh chị? Dạ nhớ nghe quý vị, nãy là lên lấy liền để xe lên cái là không lấy được nha. Hả, tắm tắm tự nhiên luôn đúng không, tắm tự nhiên đúng không, tắm tự nhiên. Hả, rồi 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 mình qua lên, mình qua luôn rồi, rồi rồi mình đi qua bên đây luôn, qua lên xe luôn để mất công cái xe vô. Giờ này mà ship không gì đến biết nữa. Nè, thấy anh này, thấy em trai này đẹp trai ghê chưa? Ghê không, 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 quải lưới giống thư sinh ghê không? Thầy Năm, nãy giờ kêu anh mà thầy Năm bất tử, em đâu biết thầy Năm là ai đâu. Đó, tướng này đẹp trai dữ nữa. Thầy đâu, cái đó là quay lại cái buổi chiều như râu sừng lên rồi nè. Không bị sụ.